Vâng, em xin chào các bác nhá. Đấy, hôm nay em tiếp tục lên cho các bác một cái bếp từ đôi của Irith Ozama này. Đây là cái bếp từ nội địa Nhật các bác nhá. Đấy. Và như các bác thấy em đang đun đây thì nó vẫn đang đun sôi được nước bình thường ở cái bếp từ to nhá. À, còn bên này bếp từ nhỏ, tại sao có bếp từ đôi, để có hai bếp, em có bếp to, bếp nhỏ. Bếp to dùng để cho các cái chức năng để cho dùng cho các nồi to và bếp nhỏ dùng cho các cái nồi nhỏ. Đấy. Hoặc là mình để chiên rán các thứ thì mình hay dùng cái nồi này. À, bên bếp này nhé, bếp Irith Ozama. Cái con bếp này thì nói chung là nó còn ok đẹp. Đấy. Vẫn đang đun được bình thường. Đấy, với hai chế độ là đun là chiên rán ở bên này. Đấy. Và đun nấu bên này các nhá, đun nấu bên này. Đấy, bếp to. Đấy. Còn bếp nhỏ, đây, bếp nhỏ thì nó sẽ công suất nó bé hơn một chút. Đấy. Đấy. Thì nó sẽ có các mức là từ 1 đến 4. Đấy, còn thằng bếp to này sẽ có các mức từ 1 đến 5 và thêm một mức gọi là mức mắc công suất, kiểu mức siêu tốc là mức này. Đấy. Đấy nhá. Bếp nhỏ bếp to gì thì nó đều đang hoạt động tốt và vẫn còn đang đây, vẫn đang đun được nước bình thường các anh thấy này. Đấy. Tất nhiên là với mức nhiệt nó chỉ lên số 4 thì nó sẽ đun nước nó sẽ nâu sôi hơn một chút so với cái bếp nhỏ này, à bếp to này đúng không ạ? Điều chắc chắn rồi. Bếp mà Irith Ozama nhé, cái bếp này thì là bếp từ đôi, đấy. Mặt gương, à, mặt gương nhé, mặt gương, đấy. Mặt gương, phím bấm như em đã thấy, như các bác thấy ở đây. Ở đây thì nó có một ít cái nó có bị sứt một miếng ở đây này, đấy. Nên con này em sẽ bán rẻ hơn các con khác nhé. Các con khác là khoảng 1,8 triệu thì với con này em chỉ bán 1,390,000 đồng thôi. Đấy, bác nào mua thì alo em nhé. Đấy, nó chỉ có một cái xíu xíu đấy thôi. Đấy, còn lại ok, đẹp thôi nhé. Đấy. Bếp đã đang đun được nước bình thường này các bác này. Đấy. Thấy chưa? Đấy, bếp từ Irith Ozama. Với cách sử dụng thì bếp này rất đơn giản như sau. Đây là bếp nội địa Nhật các bác nhé. Nên các bác lưu ý là khi mà cắm điện thì các bác phải cắm đúng điện 100V nhé. Không được cắm điện cao hơn 100V nhé. Và cũng không cắm điện trực tiếp 220 nhé. Để cắm 220 trực tiếp vào nó nổ hoặc là cháy bếp thì là em không chịu nhiệm được đâu. Đấy. Các bác nhớ về cắm đúng điện 100V cho em. Đấy. Bếp từ Irith Ozama này thì công suất của nó là 1,400 các bác nhé. Để bếp từ đôi Irith Ozama này là công suất 1,400. Các chức năng của nó như sau này. Đây. Ở đây là ở trên cùng, ở bên ngoài cùng đây là nút bật nguồn. Thì các bác lưu ý là nút bật nguồn này của nó là không phải là bật thế này nó lên đâu nhé, mà ấn bật khi bật nguồn thì phải ấn và giữ khoảng 2 đến 3 giây. Đấy, thì nó sẽ đấy, nó sẽ đèn đỏ nó sáng lên như này. Và nếu muốn tắt đi ấn một lần để nó tắt đi. Đấy. Khi bật lên thì ấn và giữ khoảng 2 đến 3 giây. Đấy, thì nó sẽ bật nguồn lên và nó sẽ có cái đèn đỏ hiện lên như này. Đến lúc này ở bên này bếp nhỏ thì nó sẽ có các chế độ đun nấu ở đây. Đấy, bật tắt ở đây. Đấy thì mình ấn ở đây và tăng giảm ở đây. Đấy. Và bên này có hẹn giờ cho bếp nhỏ. Đấy. Đấy, với bao nhiêu phút bao nhiêu giây đấy thì là mình sẽ set ở đây nhá. Hẹn giờ là để kiểu như đun nấu thì mình đi đâu đấy thì mình hẹn giờ cho nó khoảng tầm 5 phút sau nó tắt bếp, đấy thì nó sẽ tự nó tắt bếp. Tương tự ở bên này. Bên này thì nó cũng sẽ có là chế độ đun nấu này. Đấy. Chế độ tiếp theo là chế độ này là một phát hết công suất luôn để đun nước này. Đấy. Và chế độ này chế độ chiên rán này thì nó sẽ hiển thị các cái nhiệt độ ở phía dưới này. Đấy. Đấy, và bên này thì có hẹn giờ. Đấy. Tăng giảm đây nhá, hẹn giờ ở đây. Đấy, thế thôi. Đơn giản nhá, bếp Irith Ozama. Thì bếp từ đôi này như các bác thấy là em test là nó vẫn đang chạy ok. Bếp từ đôi của hãng Irith Ozama nhá. Còn bếp từ đôi này thì em bán giá là đi đấy, bình thường là 1,8-1,9 triệu. Con này thì nó hơi bị một tí ở cái góc bên trái vừa em một chỉ đấy, thì là em bán là 1,390 triệu nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua cái con bếp từ này thì alo cho em theo số điện thoại là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 giúp em nhé. Bếp từ đôi của hãng Irith Ozama. Em xin chào các bác, xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.